Gần đây, bạn có bị dụ bởi các bộ lọc treo tường biến đổi này không? Hôm nay, tôi muốn làm một video đầy đủ để kiểm tra hiệu quả thực tế của những bộ lọc biến đổi này. Chúng có thể giải quyết những vấn đề gì cho bộ lọc treo tường? Bộ lọc này có hai phiên bản, thép không gỉ và acrylic. Chức năng của hai loại gần như giống hệt nhau, nhưng tôi cảm thấy thép không gỉ dễ dàng vệ sinh hơn vì dù bẩn cũng không thấy rõ. Lắp đặt rất đơn giản, chỉ cần gắn vào cổng nước vào và ra của bộ lọc ban đầu là xong. Ưu điểm lớn nhất của nó là thiết kế loại bỏ màng dầu ở cửa ra nước. Mọi người đều biết, nếu có không khí trong bộ lọc sẽ có tiếng nước chảy. Cửa và nước là nơi dễ dàng bị không khí xâm nhập nhất. Ngoài ra, nó có thể giải quyết vấn đề của các bồn tắm nhỏ với phiên bản bộ lọc treo tường có màng dầu nhưng không đủ chiều cao. Khi tôi vừa lắp xong, tôi phát hiện một vấn đề nhỏ. Ngay cả khi tôi kéo cửa ra nước xuống tối đa để phù hợp với mực nước màng dầu, vẫn cần phải ở vị trí rất cao mới được. Tôi đã thử thay đổi ống nước vào và ra của an cai, vì ống nước vào của an cai cao và thấp. Tôi nghĩ rằng làm thế này sẽ phù hợp với hoạt động ở mực nước thấp hơn. Kết quả là, tôi lại nghĩ ra một cách giải quyết vấn đề nhỏ. Bộ lọc hoạt động ở mực nước thấp không thể dùng phiên bản có màng dầu. Nếu lắp thêm ống nối dài, có thể giải quyết được vấn đề này không? Tôi đã lắp thử ngay và kết quả là cách này thực sự hoạt động. Cửa ra nước này còn có 3 chức năng nhỏ. Hãy chú ý đến hình tam giác này. Nếu tam giác hướng về phía bạn, đó là chế độ ra nước bình thường. Nếu tam giác hướng về phía trước, có thể làm phân tán dòng nước, chuyển thành chế độ thác nước. Chức năng này có thể tránh làm ảnh hưởng đến cá mà không giảm lưu lượng nước. Nếu tam giác hướng về phía sau, có thể cung cấp oxy cho bể cá, chỉ có điều âm thanh cung cấp oxy khá lớn. Bộ lọc biến đổi này khá ổn, giải quyết được nhiều vấn đề khi sử dụng bộ lọc treo tường. Hy vọng video này của Nota Shop Việt Nam có thể giúp ích được cho bạn.